Chào Chet, đang sưởi ấm sao? Ồ, ồ, trái banh của các bé bị kẹt trên mái nhà rồi. Ôi không! Đúng vậy, Jerry. Chúng ta cần gọi cho siêu xe tải để dập tắt ngọn lửa. Kha, có một đám cháy tại nhà Chet, mà Fran thì bận mất rồi. Chet thật sự cần bạn giúp. Vậy bạn sẽ chuyển hóa thành phương tiện nào? Đúng rồi, một siêu xe cứu hỏa. Chà, bạn là xe cứu hỏa rồi. Hãy dập tắt ngọn lửa đó nào. Phải, cảm ơn bạn siêu xe tải. Còn lửa lớn quá. Nó đang lan ra. Thật là tuyệt. Cảm ơn siêu xe tải. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại sau nha.
như xe tải. Chào các em, sẵn sàng tham gia buổi tiệc bắn súng sơn của Ben nhí vào ngày mai chưa? Cả hai em đều rất tuyệt. Và Ben nữa, em đang làm rất tốt việc thiết kế đấu trường bắn súng sơn đó. Ben nhí, cẩn thận, em không nên đi tới chỗ đó. Bét nhí, em không sao chứ? Xem ra đây là việc cho siêu xe tải rồi, Ben à. Ben cần bạn giúp Kha à. Bét nhí đang ở cánh đồng của Ben và bị mắc kẹt với những mảnh sắt làm từ thiết bị nông nghiệp cũ. Bạn giúp được chứ? Tuyệt, đi thôi. Một máy cây, bạn chọn đúng đó. Tuyệt lắm siêu xe tải. Hãy tới cánh đồng của Ben để giải cứu Mét nhí nào. Siêu xe tải tới giúp nè Ben. Giờ tới lúc để dọn dẹp những mảnh sắt bị đổ ở trên cùng. Cẩn thận đó siêu xe tải. Thanh sắt ở chỗ đó sắp ngã khi Bét nhí chạy vào dưới đó lúc đầu. Vài mảnh sắt có thể ngã khi bạn chạm vào nó đó.
coi chừng. Đỡ hay lắm siêu xe tải, suýt nữa thì tiêu rồi. Hình như bạn có người hâm mộ mới rồi, siêu xe tải à. Xong rồi đó Mét nhí, em có sợ không? Nhưng giờ em ổn rồi, nhờ siêu xe tải đó. Hình như các em tính làm gì đó thì phải. Ôi các bé, nên cẩn thận đi là vừa. Siêu xe tải sắp trả đòn đó. Cảm ơn đã giúp đỡ ngày hôm nay siêu xe tải à. Hãy lấy một cây súng sơn và bắn trả lại các bé nào. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Hôm nay là một ngày tuyết phủ trong thành phố xe hơi. Mình nghĩ là sắp có một trận bão tuyết kéo đến. Chào heo la, chắc là trên đó lạnh lắm ha. Ồ, ai ở dưới kia vậy? Ồ, là xe tải quái vật Malay. Chà Malay, có vẻ rất vui ha. Bạn có chắc là an toàn không? Mình thấy hình như có một biển báo cấm vào ở đằng kia. Ôi không Malay, có một trận tuyết lở đằng sau bạn kia. Malay, coi chừng. Ôi không, Malay bị kẹt rồi. Chúng ta cần giúp anh ấy nhanh lên. Heo la, bạn có thể gửi tín hiệu cầu cứu tới siêu xe tải không? Cảm ơn heo la, và nhanh lên nha. Cái khăn tròn cổ bạn đang thật là dễ thương. Nhưng tụi mình cần bạn giúp. Xe tải quái vật Malay bị mắc kẹt ở dưới một trận tuyết lở. Ồ, đó không phải là khăn tròn, đó là mặt nạ của siêu anh hùng. Mình thấy là bạn đã sẵn sàng để cứu người bị mắc kẹt trong tuyết rồi. Được rồi, đi thôi. Tới tầng hầm nào. Phương tiện nào sẽ giúp bạn cứu Malay ra khỏi trận tuyết lở vậy Kha? Ý kiến hay đó Kha, biến hình thành xe hút tuyết. Được rồi Kha, đã sẵn sàng để giải cứu Malay chưa?
Cảm ơn đã luôn quan sát Malay, Hela à. Siêu xe tải đã tới rồi, anh ấy sẽ hút Malay ra khỏi tuyết. Được rồi, siêu xe tải, mình nghĩ bạn nên bắt đầu hút tuyết từ phía dưới nếu bạn không muốn có thêm một trận tuyết lở khác. Làm tốt lắm siêu xe tải, mình nhìn thấy bánh xe của Malay rồi, chúng ta sắp tới rồi. Ồ, thanh hãm xung của anh ấy kìa. Ôi không, răng của anh ấy rung cầm cập rồi. Hãy đưa anh ấy ra khỏi đây nhanh lên. Hela, bà có thể dùng móc để cẩu Malay ra khỏi thung lũng này không? Được rồi siêu xe tải, lùi lại đi, nếu không Hela sẽ làm tuyết văng vào mặt nạ len của bạn mất. Kéo mạnh lên Hela. Làm tốt lắm Hela, và cảm ơn siêu xe tải nha, một nỗ lực thật ăn ý. Đây thật sự là một tình huống nguy hiểm đó Malay à. Hãy nhớ là không bao giờ chơi trong ngày tuyết lớn trừ khi bạn biết rõ nơi đó an toàn nha. Cảm ơn siêu xe tải, giờ mọi người đã biết khu vực này rất nguy hiểm khi tuyết rơi rồi. Siêu xe tải à, bạn có thể tặng cho Hela thứ gì đó như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn không? Bạn dường như luôn chu đáo thì phải siêu xe tải à. Giờ Hela đã có mặt nạ len của riêng mình để sưởi ấm rồi. Bạn cảm thấy tốt hơn chưa Malay? Rất tốt Malay à. Hãy nhớ là bạn vẫn có thể chơi vui trong ngày tuyết này. Ném hay lắm Hela. Hẹn gặp lại lần sau, và nhớ bảo trọng trong ngày tuyết này nha. Siêu xe tải. Chào Christopher, bạn đi đâu vậy? Bạn tới nhờ Tom sửa giùm bạn thùng trộn xi măng à? Ôi không, coi từng cục đá Chris. Ôi không, thùng trộn xi măng của bạn, nó rớt xuống nước rồi. Chúng ta nên gọi người tới giúp đỡ thôi. Chào Carlo, bạn có thể gọi cho siêu xe tải không? Thùng trộn xi măng của Christopher bị rớt xuống nước rồi. Carl, tụi mình cần bạn giúp. Thùng trộn xi măng của Christopher bị rớt xuống nước. Nếu chúng ta không nhanh lấy đó lên, nguồn nước sẽ bị ô nhiễm mất. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì vậy? Tàu ngầm thật hoàn hảo. Giờ bạn là một tàu ngầm rồi, bạn đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ chưa? Chúng ta phải nhanh lên. Nếu không làm nhanh, xi măng sẽ lan ra đó. Đừng lo Christopher, siêu xe tải sẽ cứu thùng trộn xi măng của bạn. Bạn
Bạn làm được rồi, làm tốt lắm, siêu xe tải. Con sông đã không bị ô nhiễm rồi. Nhưng thùng trộn xi măng của Christopher vẫn chưa được gắn lại. Bạn có cách nào không? Bạn muốn mình nhờ xe cứu hộ Tom tới để sửa nó à? Tom, tụi mình cần bạn giúp. Christopher gặp một tai nạn và cần phải gắn thùng trộn xi măng lại. Bạn có giúp được không? Keo dán sắt sẽ gắn thùng trộn xi măng lại thật hoàn hảo. Này các bạn, Tom tới để giúp đây. Thùng trộn xi măng đã ổn rồi, nhưng nó vẫn chưa được gắn lại đúng tiêu chuẩn. Ý kiến hay đó Tom. Keo dán sắt sẽ giữ nó tạm thời cố định, nhưng các bạn cần phải quay về gara để sửa lại cho kỹ. Cảm ơn Tom, cảm ơn siêu xe tải. Tạm biệt mọi người.